Sau gần một tháng tạm nghỉ, thì giữa tuần này, đấu trường châu Âu lại tiếp tục sôi động trở lại với các trận đấu thuộc vòng tứ kết Champions League và Europa League. Trong đó, Man United là đại diện duy nhất còn lại của xứ sở sương mù tại cúp C2 và họ sẽ tiếp tục sắm vai đấu sĩ diệt bò tót khi chạm trán Sevilla ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Số phận đã định sẵn cho thầy trò Erik ten Hag phải tự mình chữa căn bệnh thành tích kém trước các đối thủ đến từ Tây Ban Nha, khi chỉ cần mùa giải năm nay, họ đã chạm trán cả 4 đại diện của xứ sở đấu bò. Vâng, không để quý vị và các bạn đợi lâu, ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với nhận định về đối thủ của Man United ở trận tứ kết và liệu ông vua của đấu trường Europa League sẽ có những điểm mạnh nào mà đoàn quân của thầy 10 phải dè chừng. Nếu như Real Madrid thống trị ở Champions League khi dẫn đầu ở số danh hiệu đạt được, thì tại đấu trường Europa League, Sevilla xứng đáng là chân mệnh thiên tử. Đáng chú ý, trong 6 lần lọt vào trận chung kết ở giải đấu hạng 2 của châu Âu này, họ đều giành chức vô địch vào các năm 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 và 2020. Các bại tướng của Sevilla lần lượt là Middlesbrough, Espanyol, Benfica, Dnipropetrovsk, Liverpool và Inter Milan. Thành công nhiều năm qua của Sevilla đến từ chính sách đầu tư đúng đắn và chiến lược thống nhất từ giới thượng tầng. Họ không chi quá nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng, nhưng luôn xây dựng một lối chơi vô cùng khó chịu. Và dù cho thành tích tại La Liga đang không được tốt, nhưng ở đấu trường cúp, đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan chưa bao giờ ngán bất kỳ đối thủ nào. Người đặt nền móng đầu tiên cho đại diện xứ sở đấu bò tại Europa League là huấn luyện viên Juan de Ramos với 2 danh hiệu trong vòng 5 năm liên tiếp. Với những tên tuổi sáng giá lúc bấy giờ như Dani Alves, Jesus Navas, Antonio Pueta hay sát thủ Luis Fabiano, những cái tên rất quen thuộc với nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Trong giai đoạn thành công tiếp theo từ năm 2014 đến 2016, Sevilla đã có liên tiếp 3 danh hiệu cúp C2. Unai Emery và Jorge Sampaoli là minh chứng sống cho thành tích này. Cả hai đã biến đại diện xứ Andalusia trở thành hình mẫu của con nhà nghèo vượt khó với dàn cầu thủ ít tên tuổi, nhưng họ lại sở hữu một lối chơi cực kỳ khó chịu. Chắc chắn nơi tuyến dưới, cùng với đó là khả năng phản công và tận dụng cơ hội ấn tượng, đặc biệt là sự xuất sắc của chân sút Kevin Gamero đã mang lại rất nhiều bàn thắng quan trọng cho câu lạc bộ. Unai Emery đã biến một đội bóng không được đánh giá cao thành một tập thể luôn mang đến sự khó chịu cho các ông lớn. Nổi bật là tinh thần chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ ở từng vị trí trên sân. Ở chức vô địch mới đây vào năm 2020, Julen Lopetegui là người đã chèo lái con tàu Sevilla. Với một lối chơi được định hình rõ ràng, đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan luôn biết cách đứng dậy sau những khó khăn. Thậm chí họ còn chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào, dù bản thân được đánh giá thấp hơn, nhưng huấn luyện viên người Tây Ban Nha luôn biết cách tạo ra điểm nhấn ấn tượng. Kể từ sau khi Sevilla vô địch Europa League 3 năm liên tiếp từ 2014 đến 2016, nhiều câu lạc bộ đã bắt đầu sao chép cách làm, nhưng chẳng thể nào tìm kiếm ra những tài năng nổi bật và đào tạo thành những ngôi sao hàng đầu. Hệ thống tuyển trạch cùng với cách làm bóng đá của phù thủy Monchi đã làm nên sự khác biệt của họ so với phần còn lại. Ở chức vô địch gần nhất của đại diện xứ Andalusia, họ đã đánh bại chính Man United ở vòng bán kết, dù cho đã bị dẫn trước bởi bàn thắng trên chấm phạt đền của Bruno Fernandes ngay phút thứ 9. Nhưng sau đó, các pha lập công của Suso và bàn ấn định tỷ số của Luke de Jong đã mang về thắng lợi ngọt ngào cho đội bóng đến từ Tây Ban Nha, qua đó mở ra chiếc cúp thứ 6 của họ ở đấu trường này. Một lần nữa, cơ duyên lại để cả hai chạm trán nhau ở giải đấu hạng 2 của châu Âu, lần này là ở vòng tứ kết. Tuy vậy, dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag, Quỷ Đỏ đã không còn ngán ngại các đại diện đến từ xứ sở đấu bò. Man United đã đánh bại 3 đội bóng của Tây Ban Nha trên đường vào tứ kết. Đầu tiên là Real Sociedad ở vòng bảng, sau đó là Barcelona và Real Betis ở vòng loại trực tiếp. Chiến lược gia người Hà Lan cũng đã thể hiện sự tôn trọng với vị vua tại giải đấu này và lên tiếng cảnh báo toàn đội sau khi biết được kết quả bốc thăm ở vòng tứ kết. Chúng tôi trở lại thành Seville. Và Sevilla có thành tích rất tốt tại Europa League. Chúng tôi phải lưu ý điều đó. Sẽ rất khó khăn vì Sevilla thực sự có kinh nghiệm ở Europa League và vô địch rất nhiều lần.
Các câu lạc bộ vào tứ kết Europa League đều mạnh. Bạn phải chơi thứ bóng đá tốt nhất nếu muốn đi tiếp. Chắc chắn Man United phải làm điều đó khi đấu Sevilla. Cựu thuyền trưởng Ajax cũng thừa nhận ông không biết chi tiết về đối thủ, nhưng chỉ mổ băng và phân tích đối thủ sát ngày thi đấu. Và đó là quyết định rất chính xác khi đội chủ sân Ramon Sanchez-Pizjuan đã có những biến động lớn ở băng ghế chỉ đạo khi Jorge Sampaoli đã chính thức bị sa thải vào cuối tháng 3 vừa qua. Vị chiến lược gia người Argentina đã kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 tại Sevilla với tổng cộng 31 trận đấu kể từ khi tiếp quản vị trí huấn luyện viên từ Julen Lopetegui, bao gồm 19 trận ở La Liga, 3 trận ở UEFA Champions League, 4 trận ở UEFA Europa League và 5 trận ở Copa del Rey. Sampaoli đã giành 13 chiến thắng, hòa 6 và thua 12. Thành tích nổi bật nhất mà ông làm được là đưa Sevilla vào tứ kết Europa League, nơi họ sẽ đụng độ Man United. Và chỉ 2 ngày sau khi bỏ trống chiếc ghế thuyền trưởng, đội bóng đến từ Tây Ban Nha đã có những động thái rất nhanh nhằm bình ổn câu lạc bộ. Trong thông cáo báo chí trên trang web chính thức của mình, Sevilla cho biết Sevilla FC và Jose Luis Mendilibar đã đạt thỏa thuận để huấn luyện viên người xứ Basque trở thành thuyền trưởng mới của đội bóng. Ông ấy ký hợp đồng đến ngày 30 tháng 6 và chiều nay sẽ chỉ đạo buổi tập đầu tiên tại Jose Ramon Cineros Palacios Sport City. Mendilibar có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng ở La Liga, cầm quân gần 450 trận ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình. Chiến lược gia 62 tuổi đã có thời gian ở Athletic Bilbao, Levante và Osasuna. Và lần gần đây nhất, ông dẫn dắt một đội bóng La Liga là Alaves từ năm 2021 đến 2022. Ông cũng đã có 6 năm ở Eibar từ năm 2015 đến 2021. Với cương vị là huấn luyện viên tạm quyền cho đến cuối mùa giải, đại diện xứ Andalusia hy vọng hiệu ứng thay tướng đổi vận sẽ giúp họ cải thiện thành tích trong phần còn lại của mùa giải năm nay, đặc biệt là duy trì thành tích ấn tượng ở đấu trường Europa League, nơi mà họ đã 6 lần lên ngôi vô địch. Sau hai trận đấu đầu tiên dưới thời của tân thuyền trưởng Jose Luis Mendilibar, Sevilla đã giành được thắng lợi 2-0 trước Cadiz và mới đây là trận hòa 2-2 trước Celta Vigo. Đây là một trận đấu mà đội chủ sân Ramon Sanchez-Pizjuan đã chơi rất hay, dù họ chỉ còn 10 người ngay từ phút thứ 19 với hai thẻ vàng của Pape Alassane Waye, nhưng vẫn có được hai bàn thắng do công của Youssef El-Nesseri và Marcos Acuña. Đáng tiếc, Sevilla đã không thể duy trì được lợi thế của mình cho đến cuối trận khi phải chơi với 9 người như thế này. Nhưng dẫu sao, trận hòa 2-2 cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng cho thầy trò Erik ten Hag. Tuyến giữa sẽ là nơi mà đại diện xứ Andalusia tự tin nhất ở trận đấu tới, khi họ đang sở hữu những ngôi sao có kinh nghiệm và cả sức trẻ. Pape Alassane Waye, Ivan Rakitic, Lucas Ocampos, Brian Hill, Suso và Eric Lamela sẽ hỗ trợ đắc lực cho trung phong Youssef El-Nesseri, tiền đạo người Maroc đã nổi lên sau World Cup 2022 và đang trở thành chân sút được săn đón ở châu Âu nhờ thể hình, khả năng không chiến và dứt điểm vô cùng ấn tượng. Anh sẽ là mối đe dọa rất lớn cho Rafael Varane cùng với Lisandro Martinez ở trận đấu tới. Những tình huống cố định hay các pha lật cánh đánh đầu sẽ là miếng tấn công sở trường mà Sevilla áp dụng ở trận đấu tới. Họ muốn tận dụng tối đa khả năng không chiến cực tốt của Youssef El-Nesseri để tạo nên bàn thắng. Ngoài ra, Alex Telles, cầu thủ của Quỷ Đỏ đang được cho mượn tại Sevilla, cũng sẽ có cơ hội ra sân. Và Man United cũng cần phải lưu tâm đến các quả tạt của anh ở bên hành lang trái. Cùng với đó, đôi cánh Marcos Acuña cùng với lão tướng Jesus Navas cũng sẵn sàng tạo ra những tình huống bất ngờ sộc thẳng vào trung lộ, từ đó làm rối loạn đội hình của Quỷ Đỏ. Thậm chí, ngôi sao người Argentina còn tung ra những cú sút xa uy lực để mang về những bàn thắng cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn có thời gian tìm hiểu về danh sách đội hình của Sevilla, sẽ có khá nhiều cái tên thú vị và rất quen thuộc. Trao đổi với tờ AS, giám đốc thể thao của câu lạc bộ Tây Ban Nha Monchi khẳng định rằng đại diện đến từ La Liga đã không gặp may trong buổi bốc thăm tứ kết Europa League. Dù cho rằng Man United vẫn có một vài điểm yếu, nhưng Monchi cũng thừa nhận sẽ rất khó để Sevilla khai thác. Trong buổi bốc thăm, chúng tôi đã không gặp nhiều may mắn. Mặc dù ở thời điểm này của giải đấu, người ta thường phải đối mặt với một đối thủ khó nhằn, nhưng chúng tôi đã có được lá thăm phức tạp nhất. Chúng tôi có kinh nghiệm ở giải đấu này. Chúng tôi đã vô địch 6 lần,
chúng tôi sẽ bước vào trận đấu sắp tới với sự lạc quan và ý định đạt được kết quả tốt nhất ở Manchester. Sau đó bước vào vòng trong với sự ủng hộ của người hâm mộ. Bạn phải thi đấu với tham vọng đó. Man United đã loại đội dẫn đầu La Liga. Họ có những điểm yếu, nhưng vấn đề là chúng không dễ tìm ra. Tôi phải làm nổi bật chất lượng và sức mạnh thể chất của họ, với một số cầu thủ có tốc độ và chất lượng tuyệt vời. Ngoài ra, Bruno Fernandes và Casemiro sẽ bị treo giò ở trận tứ kết lượt về nếu họ nhận thêm một thẻ vàng ở trận lượt đi. Hiện cả hai đều đã nhận hai thẻ vàng và phải đến khi kết thúc vòng tứ kết thì mới được xóa thẻ. Trong khi đó, đã có tới 16 tấm thẻ đỏ xuất hiện trong các trận đấu của Sevilla ở mùa giải năm nay. Trong đó thì đại diện xứ sở đấu bò phải nhận 9 thẻ và 7 thẻ còn lại thuộc về đội đối phương. Rõ ràng đội bóng vùng Andalusia sẽ mang hình ảnh của Atlético Madrid hoặc Real Sociedad trong chuyến làm khách đến sân Old Trafford. Một lối chơi rình rập, khó chịu, luôn tạo ra những tình huống gây ức chế cho đối thủ để rồi đạt được mục tiêu đề ra. Man United cần phải giữ cái đầu lạnh ở trận đấu tới, tránh để sa đà vào các pha tranh chấp hay tranh cãi của đối thủ. Như vậy, sự nôn nóng sẽ rất dễ làm hỏng kế hoạch mà huấn luyện viên Erik ten Hag đã lập ra. Hãy nhớ kỹ rằng, Sevilla tuy chỉ đứng thứ 13 ở La Liga thời điểm hiện tại, nhưng họ đang là ông vua ở đấu trường Europa League và cực kỳ có duyên ở giải đấu này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hy vọng rằng với bản tính cẩn thận của thầy Mười, ông sẽ giúp các học trò dẹp bỏ tư tưởng chủ quan khinh địch để cống hiến một trận đấu tốt nhất nhằm tạo lợi thế lớn trước trận lượt về, qua đó tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu thứ hai ở mùa giải năm nay. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.